Tây Ninh TV Audio kính chào quý vị. Mời quý vị lắng nghe thông tin mới nhất về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Thông tin từ Thường trực Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Cập nhật từ 18 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2021 đến 18 giờ ngày 23 tháng 9 năm 2021. Tây Ninh ghi nhận 43 ca dương tỉnh với SARS-CoV-2, giảm 42 ca so với ngày 22 tháng 9. Phân theo yếu tố dịch tễ, test dương sàng lọc 17 ca, F1 truy vết 1 ca, cách ly tập trung 24 ca, trong khu phong tỏa 1 ca, phân theo nơi cư trú, ngoài tỉnh 1 ca, trong khu cách ly. Thị xã Trắng Bàng 15 ca, giảm 16, trong đó An Tịnh 3 ca, Đông Thuận 1 ca, Phương Trắng Bàng 6 ca, Phước Bình 4 ca, Phước Chỉ 1 ca, huyện Tân Biên 11 ca, tăng 10, trong đó Tân Phong 10 ca, thị trấn Tân Biên 1 ca, thành phố Tây Ninh 9 ca, tăng 6, trong đó Ninh Sơn 6 ca, Ninh Thạnh 1 ca, Phương 1 1 ca, Thành Tân 1 ca, huyện Gò Dầu 6 ca, tăng 6, trong đó Bao Đồn 3 ca, Phước Trạch 1 ca, thị trấn Gò Dầu 2 ca, huyện Bến Cầu 1 ca, không tăng, không giảm, địa chỉ An Thành. Đánh giá chung, số ca nhiễm mới phát sinh qua sàng lọc trong các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa như Trảng Bàng, Gò Dầu, Tân Biên, Bến Cầu, thành phố Tây Ninh. Tính từ đầu dịch đến thời điểm hiện tại, tổng số bệnh nhân COVID-19 là 8.487 ca đang điều trị 1.345 ca, đã điều trị khỏi xuất diện 7.021 ca, trong đó ngày 23 tháng 9 là 200 ca. Số ca tử vong 121 ca, trong đó ngày 23 tháng 9 2 ca. Các trường hợp nghi nhiễm, 13 trường hợp, cụ thể huyện Châu Thành 6 trường hợp, huyện Gò Dầu 1 trường hợp, thành phố Tây Ninh 3 trường hợp, thị xã Trảng Bàng 3 trường hợp. Các trường hợp nghi nhiễm chờ xét nghiệm khẳng định. Dùng phong tỏa Tính đến ngày 23 tháng 9 năm 2021, tỉnh đã thiết lập 730 dùng phong tỏa, trong đó đang phong tỏa 192 dùng, 538 dùng đã kết thúc phong tỏa. Về tình hình cách ly y tế, cách ly tập trung 2.036 người, cách ly tại nhà nơi lưu trú 4.273 người. Về tiêm vaccine, tổng số vaccine tỉnh được Bộ Y tế phân bổ đến ngày 23 tháng 9 năm 2021 là 443.740 liều, đã tiêm được 427.416 liều, trong đó mũi 1 là 381.788 liều, mũi 2 là 45.628 liều. Về tình hình an ninh trật tự trong thực hiện giãn cách của các địa phương, trong ngày 23 tháng 9, lực lượng công an các cấp đã tuần tra kiểm soát về chấp hành giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trên địa bàn tỉnh, đã phát hiện lập biên bản vi phạm 33 trường hợp. Từ khi thực hiện chỉ thị 16, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 9.509 trường hợp thực hiện chính sách theo nghị quyết số 68. Trong ngày 23 tháng 9, các địa phương đã chi hỗ trợ 511 người với tổng số tiền 766 triệu 280 000 đồng. Từ khi thực hiện chính sách đến ngày 23 tháng 9 năm 2021, các địa phương đã chi hỗ trợ tổng cộng 41.569 người với số tiền 62 tỷ 790 triệu 410 000 đồng. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe thông tin. Quý vị hãy đăng ký kênh Tây Ninh TV Audio để cập nhật tiếp tục những thông tin mới nhất về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thân mến, chào tạm biệt.